Xin chào mọi người, hôm nay Lâm sẽ quay cái quang cảnh chợ ngày bữa 30 Tết. Đây là chợ Bắc Sơn. Hơi đông một tí nữa, không đông bằng năm rồi. Đây là ở trên đường Ngô Quyền. Hiện giờ có rất là nhiều người đang mua bán mai. Lâm cũng có mua bán mai nhưng mà giờ mẹ Lâm chưa có lên nên chưa có đi mua đi bán được. Để quay một khúc rồi đây rất là đông, cảnh sát hiện được quy động ở những cái chợ để mà dẹp cái trật tự, chứ nó không là sẽ dính hết. Đây là trong chợ. Đó là cái khu chung cư tòa nhà thương mại mà của dự án chợ Bắc Sơn. Rất là đông. Khu vực rất là đông đúc. Đây là những khu vực về bán rau củ rồi thịt. Chỗ này thì hơi dơ một tí vậy do khu vực vô bán á. Đây là khu vực mới làm sau này, còn trước đây khu vực này chưa thấy.
Đây là khu vực nối thông ra đường Ngô Quyền. Dự án làm cách đây cũng em nhớ là từ 2016-17 gì đó. Đi thông vào bên kia đâu. Đây Lâm sẽ đi vô cái chợ mua bán các hải sản rồi thịt. Mười Tết rất là nhiều người đi. Rồi, đây luôn. Đây là khu vực ở ngoài chợ nhưng mà nó sẽ đông đúc hơn. Đây là cái đường mà
nói từ ngoài Nguyễn Trung Trực hay là đường Ngô Quyền đều nói vô khu này hết. Mọi bữa năm trước là Lâm sẽ đứng ở đây. Thường là sẽ đi tuốt ở ngoài ở khu của đường Nguyễn Trung Trực. Đây là mấy cô của mình. Sao vậy? Sao lại quay cái đó? Chết cứ thế. Chút nữa em quay cho. Đó là mấy bà chị của mình rồi. Thịt hả anh? Dạ. Không có bán con mà bán thịt luôn hả? Dạ bán thịt luôn. Ờ dạ. Như là mua ra mà mình mặn về nè nó mới ngon. Còn à dạ. Sẵn rồi cái kiểu như là con gà nó không ngon bằng. Ủa anh mình là vậy là sáng giờ bán còn mấy con đó hả? Dạ còn 3 con này. Ồ. Bán ra rồi hết rồi. Chưa dạ. Kịp. Dạ. Ta mua rồi đó. À mua rồi là mình đang mặn luôn đúng không? À, dạ. Chúc anh năm mới ăn Tết vui vẻ nha. Rồi, dạ. Em đi luôn à. Rồi. Wow.
đi thẳng ra ngoài kia sẽ là đường Nguyễn Trúc Trực đó mọi người. Dạ. Dạ. Rồi Lâm đã quay xong một vòng chợ Bắc Sơn ngày 30 Tết buổi sáng sớm. Xin cảm ơn mọi người. Chúc tất cả quý vị năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống.